Xin chào các bác. Hôm nay tôi giới thiệu đến các bác cái vòng tử đàn, tiểu diệp tử đàn, lá nhỏ Ấn Độ này. Thì đây là vòng 12 ni tiểu diệp tử đàn. Sao rất là nhiều luôn. Chất gỗ cực kỳ già. Đây các bác nhìn. Cực kỳ nhiều sao. Chất gỗ quá già luôn. Chìm nước hết 100% các bác nhé. 12 ni này. Cho nam hoặc nữ đeo này. Nam thì tầm nhỏ nhỏ thôi, tầm 60 cân đổ về. Còn nam mà tầm từ 60 cân đổ lên phải đeo 14 ni. Hoặc 16 ly, 70 cân đổ lên thì đeo 16 ly. Rất là nhiều sao. Gỗ tự nhiên 100%, không phải hàng ép sao hoặc là hàng phủ màu của Trung Quốc đâu nhá. Trung Quốc, hàng phủ màu Trung Quốc nó rất là bóng và nó màu nó rất là đậm, màu nó bóng á. Nó, tôi không nói là hàng nó không tự nhiên, vì gỗ đấy nó cũng là một loại gỗ của Trung Quốc, nó giống tử đàn đến 80-90%, thì nó chỉ ép thêm sao vào cho nó nhiều sao lên thôi, và nó phủ bóng kính, nó bóng lắm, nhìn nó cầm nhìn nó rất là bóng, nó chụp ảnh lên nó bóng lắm, và sao của nó rất là đẹp. Đó, thì những cái ảnh chụp như thế các bác tìm trên mạng thì các bác hết sức là lưu ý, nó rất là bóng luôn. Và đeo một thời gian nó sẽ rụng hết sao. Hàng đấy nó rất là rẻ nha các bác nha. Hàng đấy thị trường họ bán rất là rẻ. Từ đàn giả ấy, thì các bác chú ý. Còn cái hàng này là hàng tự nhiên 100% này. Từ đàn Ấn Độ. Các bác nhìn sao. Từ đàn tự nhiên. Thì cái vòng tử đàn này để phân biệt thì các bác đây các bác có thể nhìn màu sắc, nó màu hơi nâu đỏ này, màu hơi nâu đỏ và có vân gỗ tự nhiên. Đây các bác nhìn vân gỗ này, sớ gỗ này, vân gỗ này, đó, vân gỗ tự nhiên. Và mùi thơm thì nó có mùi nhẹ nhá, dịu nhẹ, dễ chịu, chứ còn hàng tử đàn Trung Quốc là nó sẽ không có mùi đâu. Nó phủ bóng kính như thế là sẽ không có mùi thơm. Còn cái này là tôi chỉ để gần như là mộc, tôi chỉ phủ một lớp bóng mờ nhẹ thôi và nó vẫn giữ được mùi thơm, gần như là mộc, để mộc đó. Để đeo, đây tôi đang đeo cái vòng 16 ly cho nam. Tôi sẽ đeo một tháng nữa, trong vòng một tháng sẽ nó sẽ xuống màu đẹp như nào nhé. Vì tôi biết chắc rằng cái tử đàn này càng đeo nó càng bóng đẹp, nó nì gỗ lắm, nó đẹp lắm. Nó gần như chất gỗ nó gần tương đương với xưa Quảng Bình, Việt Nam mình ấy. Đó, 16 ly 14 hạt cho nam. Thì tôi sẽ đeo thử nghiệm cái vòng này. Sau đó khoảng 1 tháng hoặc hơn tháng tôi sẽ quay clip cho các bác cái vòng tôi đeo nhá. Tôi sẽ đeo xem nó xuống màu như thế nào. Chất gỗ cực kỳ đẹp luôn. Chìm nước. Bây giờ tôi sẽ test chìm nước cho các bác. Nếu các bác chưa tin thì tôi sẽ test luôn ở đây luôn. Chìm nước 100% nha các bác nha. Rồi, xin chào các bác nha. Đợi tôi chút. Đây, tôi đã chuẩn bị một bát nước đây. Bây giờ chúng ta sẽ thả cái vòng này vào. Nước xem nó có chìm không? Chìm chưa? Đó, chìm nha các bác nha. Đây vòng 14 ly này. Cũng chìm này. Tiếp cái vòng 12 nữa này. Cũng chìm này. Đó, đây, chìm xuống dưới đáy luôn. Ba vòng đều chìm nhá. Đây là vòng 10 ly này. Chìm này. Hai cái vòng 10 ly thôi, có hai cái vòng 10 ly thôi. Chìm. 10 ni thì cho nữ. Nữ thì đeo 10 ni. Tử đàn này nó cũng cực kỳ là tốt và thơm.
thơm dễ chịu đó. Và đeo càng đeo nó càng bóng. Quan trọng là cái vòng nó đẹp. Nếu các bác thích mua vòng bóng đẹp bền đeo vĩnh cửu thì nên đeo cái từ đàn và xưa đó. Còn nếu mà muốn thơm, muốn mùi thơm nhiều thì nên đeo hoàng đàn hoặc là trầm hương đó. Và bách xanh, bách xanh nó cũng thơm rất là nhiều. Rồi test nước xong, rồi tôi sẽ giới thiệu thêm về cái thằng tử đàn đấy nhá. Thì tử đàn bên tôi là cơ sở sản xuất mà, cơ sở sản xuất được những cái vòng tay này, rất là giá thành rất là hợp lý. Tôi đã tham khảo giá rất là nhiều nơi, giá họ thường bán rất là cao, nhưng mà giá tử đàn bên tôi thì sản xuất được, mua được gỗ và sản xuất được, cho nên là giá thành của nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều so với những cái chỗ mà người ta bán lẻ hoặc là lấy lại của bên tôi, lấy lại ở những cái xưởng, thì giá của bên tôi là rất là hợp lý các bác nhá. Các bác không lo về giá đâu. Nếu mà anh em là đã thiện chí thì mua hàng thì bên tôi sẽ cung cấp cái báo giá rất là hợp lý cho anh em dùng chơi. Cái tử đàn này thì cũng giá của nó cũng ngang với thằng xưa Quảng Bình, nó sẽ rẻ hơn một chút, nó cũng cao đấy, nó cũng cao, giá của nó cũng khá là cao, khá là ngang tương đối với xưa đấy, rẻ hơn thằng xưa một tí thôi. Thằng xưa VIP nhá, tôi không nói thằng xưa bình thường đâu, xưa bình thường với lại xưa rẻ tiền đâu. Có cái loại xưa nào ấy, xưa của nào ấy thì nó rất là rẻ, thì các bác lưu ý. Và màu sắc của nó màu đỏ, vân đỏ đen nhá. Nhìn mới đầu đeo rất đẹp nhưng mà về sau đeo nó đen xì lại, nó thâm lại và nó xù xì, nó xấu xí lắm. Thằng xưa nào đấy thì các bác hết sức là phân biệt, chú ý phân biệt hàng xưa nào và hàng xưa Việt Nam, hàng xưa Quảng Bình. Còn một loại xưa Bắc nữa, thôi cái đấy tôi sẽ nói sau, về nói ở clip về xưa. Rồi, xin chào các bác nhé.